Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký một tài khoản Watford và KIC cho tất cả các bạn, để tất cả các bạn mua cổ phiếu trên Watford và nhận cổ tức về hàng tuần nha tất cả các bạn. Rồi đầu tiên thì đăng ký thì các bạn ghi tên của bạn, các bạn ghi viết qua các bạn. Ví dụ như mình tên Quỳnh Nhân Ảnh, các bạn ghi tên ảnh, họ các bạn ghi là Quỳnh Văn. Này các bạn ghi phải chính xác nha các bạn. Các bạn không lưu ý không giấu chữ viết qua. Quốc gia các bạn nhấp vào chọn giùm mình quốc gia Việt Nam các bạn. Các bạn ở nước nào thì các bạn chọn vào nước đó. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vào, mật khẩu từ 8 đến 20 cái tự, rồi xác nhận mật khẩu các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Rồi bạn bấm nút xác minh các bạn. Đây thì một kèo cổ tức này, rồi bạn bấm đăng ký. Rồi sau khi nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Các bạn lưu ý, các bạn phải copy cái mã chip cây này nè các bạn, và các bạn chụp màn hình các bạn. Nó có gỡ gì. Cái mã này là các bạn lưu ý các bạn, để là để rút tiền nha tất cả các bạn. Khoan để mình chụp màn hình lại cái nữa. Các bạn thông cảm mình nha các bạn. Các bạn copy đi. Cái mã này nó có gửi về một cái email cho tất cả các bạn, rồi các bạn bắt bỏ qua đi nha các bạn. Các bạn mắc cái mã này là rút tiền không có được, các bạn lưu ý nha các bạn. Cái mã này là cái mã đây nữa rút tiền. Ok, như vậy là em đã hướng dẫn cho tất cả anh chị đăng ký một cái tài khoản xong trên Watford đây, thì em sẽ hướng dẫn tiếp cho tất cả anh chị xác minh danh tính nha các anh chị. Có tất cả anh chị nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình nè, các tất cả anh chị bấm vào setting nè. Rồi đầu tiên fit name, last name thì tên nó có hiện lúc mình đăng ký các bạn. Còn city thì tất cả anh chị nhấp vào mình quốc gia Việt Nam giùm nha tất cả anh chị. Tất cả anh chị nào sống ở nước nào thì nhập vào lúc đó các bạn. Đây thì địa chỉ thì up thôi. Up Thành Lợi, xã Vĩnh Trung, Châu Phú, Quang Giang nè, tất cả anh chị. Tiểu Bang thì tất cả anh chị nhấp vào Việt Nam giúp mình nha tất cả anh chị. Anh chị sống ở Tiểu Bang nào thì ghi nước nào thì... Đây thì thành phố thì mình ghi thành phố Hồ Chí Minh chứ. Hồ Chí Minh nè. Địa chỉ đó là ở Tiểu Bang thì Việt Nam. Rồi đây ngày sinh tất cả anh chị ghi vào, anh chị ghi ngày năm ngày tháng ngày nha tất cả anh chị. Mình sinh năm 1991 nè. Gạch 22 nè. Đâu nè. Ngày 22 tháng 6 năm 1991 tất cả anh chị, các anh chị bấm vào tôi đồng khoản như điều ý nè. Rồi anh chị ra gỡ xác minh biểu mẫu nha tất cả anh chị. Rồi submit là thành công nha tất cả anh chị. Rồi anh chị lướt xuống tiếp nè. Đây thì anh chị cập nhật số điện thoại của tất cả anh chị vào. 0329931577. Rồi ở đây thì tất cả anh chị nào có ứng dụng này liên kết vào nha tất cả anh chị, không có thì thôi. Anh chị bấm nút đây thì anh chị cập nhật, bấm vào một bộ lưu sơ nè. Cập nhật ảnh đại diện avatar của mình nha tất cả anh chị. Rồi anh chị chọn tệp nè. Rồi mình chọn mà xin lỗi nha, mình chọn đại cái hình ảnh cây hoa này đi. À lưu ý tất cả anh chị, ảnh không vượt quá 5 MB nha tất cả anh chị. Photo hand là thành công rồi nè, để nó cập nhật lên sau nha. Rồi rồi tất cả anh chị bấm vào một xác minh, bấm một bộ sơ nè. Tất cả anh chị cần một cái giấy chứng minh nhân dân mặt trước, giấy chứng minh nhân dân mặt sau và một tờ giấy có ghi chữ Watford năm cái tháng hàng ngày như em vậy nè các anh chị. Đây thì anh chị tải lên giấy chứng minh nhân dân mặt trước cái đi. Anh chị chờ chút nghe các anh chị, chờ nó hiện màu xanh rồi như là một thành công 18 anh chị. Anh chị bấm tiếp nè, browser nè, chọn tạp tiếp nè nghe. Anh chị bấm vào giấy chứng minh nhân dân mặt sau nha các anh chị. Lưu ý giấy chứng minh nhân mặt sau anh chị chụp màn hình rồi post lên Zalo nha các anh chị. Chụp cho vuông góc, không sức mẻ, thấy ảnh thấy rõ số đàng hoàng nha các anh chị. Chờ lót chút nha các anh chị. Rồi gì là 28 nha các anh chị. Nó hiện rồi, bước thứ ba nhấp vào cái nữa. Anh chị chọn tệp.
cái bức ảnh này là có cầm một cái chữ Watford gì nè, để em gỡ rồi em đưa cho tất cả anh chị lên nha tất cả anh chị. Phan rồi, như vậy là mình đã gỡ ba bức ảnh thành công nha tất cả anh chị. Rồi tất cả anh chị bấm nút gỡ đi nè. Rồi như vậy mình đã, em đã hướng dẫn cho tất cả anh chị gỡ ảnh. Cái bức ảnh lưu ý nghe tất cả anh chị. Cái bức ảnh thứ ba anh chị cầm ảnh chụp như thế này nè. Nghe anh chị, cái bức ảnh có ghi chữ đầu tiên thì tên của mình, rồi anh chị gạch ngày tháng, gạch ngày tháng gạch năm là ngày tất cả anh chị đăng ký một tài khoản trên Watford nha tất cả anh chị. Rồi đây thì anh chị ghi chữ Watford LLC, rồi cầm một giấy chứng minh nhân dân gì nè tất cả anh chị. Sau khi tất cả anh chị gửi lên trong Watford sẽ dịch cho tất cả anh chị trong vòng 24 tiếng đồng hồ tất cả anh chị. Video sau em sẽ hướng dẫn tất cả anh chị nạp tiền để mua cổ phiếu nha tất cả anh chị. Hiện tại công ty Watford có chương trình là ra công ty thứ năm bán cổ phiếu giá 0.3 đô, 1 đô cho một cổ phiếu nhưng mà có trả trước là 0.3, và công ty sẽ hứa hẹn là tăng lên từ gấp 3 lần cho một cổ phiếu nha tất cả anh chị. Đây là một hoạt động tốt, video em kết thúc. Chào tạm biệt tất cả anh chị nha. Hẹn tất cả anh chị vào những video clip tiếp theo anh chị. Anh chị đừng quên bấm nút like, đăng ký, share clip giúp em. Chào tạm biệt tất cả anh chị nha.